Bây giờ là mình đi nhặt về và mình sẽ làm đồ uống luôn nhá. Không thể kéo được. Đấy là mấy hạt thôi, mấy hạt để xay xay xay. Chai này phải đây là hạt sạch không? 2, 4, 6. Đừng lấy hạt dở này, dở này bỏ ra đi. Hạt mà còn săn săn còn ngon, đó hạt sâu dở bỏ ra. Không sâu này, sâu này. Rồi được rồi. 15 phút hả? Cho vào 15. Cái bong bóng cũng ngon luôn. Cái này ngon. Rồi, để nắp vô 15 phút nhá. Mình ngâm được có khoảng 30 phút rồi đấy nhá. Đó. Đây tác phẩm của 30 phút đây, cái hạt đưa ươi đấy nhá. Cái nước này mà bây giờ mình chỉ thêm ít đá, ít đường. Đường đá nữa là uống. Ý nó bảo uống bia nhiều mà uống cái này là không có say. Uống bia nhiều mà uống cái nước này vào là không say, hay chưa? Mát cực kỳ. Mát. Nhìn đá nhỉ. Nhìn nó trong 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 mà nó. Nở ra là có thật nè. Rồi chắc bữa nào ra nó đi lấy bữa nữa. Mấy hạt cho mấy? Mua thôi chắc đi làm ngay tên của mấy kia. Mua màu thấy. Nhưng mà đang rảnh thì làm gì? Như xâm xa má. Như xâm xa phải không? Kính cái này ra này. Sáng này nha. Quý hiếm. Chạy với cái đồ mà mình đi lượm nó không giá trị chứ không rồi. Bữa bạn kia bắt lừa sao cứ qua cái điều đều mình tầm này đều đều lừa ra đó. Giống như con chuột chuột. Mà thả cho nó bay. Giờ tung lên xem nó có bay như thác không. Sáng giờ. À, ngâm đi suối còn mát.